Chắc anh ăn chơi quá đúng không? Anh chắc đầu anh ăn cờ chơi quá quá, mấy dư ra hút nông nổi sinh hả, quá, mấy ra hút nông nổi sinh hả, quá, anh nhậu quá, hay là anh cái gì đó quá rồi, dư quá cho rồi. nên anh mới cái hoàn cảnh anh mới lệch. Thật sự ra Có tôi thử nhiều lần rồi, không? ví dụ nổi nữa có ai tin không? Chắc anh ăn chơi quá đúng không? Anh Chắc đầu anh ăn cờ chơi quá, quá, mấy dư ra nông hút nổi sinh hả, quá, mấy ra nông hút nổi sinh hả, quá, anh nhậu quá, hay là anh cái gì đó quá rồi, dư quá cho rồi. nên anh mới cái hoàn cảnh anh mới lệch. Thật sự ra Có tôi thử nhiều lần rồi, không? ví dụ tôi không có ăn chơi nhiều quá, tôi không có hút sức nhiều quá, tôi không có thích cờ bạc nhiều quá, cùng lắm Chúc chúc nó đỡ thì tôi cảm thấy nó chút dịch thôi, nhưng cái hoàn cảnh của tôi cũng còn nằm đó à, chứ nó không có đi đâu được đâu, cũng còn sơ sơ đó, và cái định mệnh của tôi nó cũng lỏng lòng vòng đâu đây đúng không? đúng Thì thay thế thí dụ tôi có lệnh cái chút đỉnh cũng được, nhưng mà đối với người ta, người khác nhiều, đối tôi á, cái thời gian mà tôi ăn chơi tôi quên lãng để cho cái thời gian nó đi hồi nào tôi không ai không ai luôn, chứ bây giờ tôi Dạ. không lấy gì, bây giờ tôi đứng đây tôi để thời gian này đúng không, nó rất là Kiếm lâu chỗ nào ngồi cho nó thoải mái anh? hả? Ngồi không? Có anh muốn ngồi không? Hay là đứng nói chuyện thoải mái hơn? Thì Anh muốn trừ khi ngồi. nào anh thấy em mệt, lúc lúc Ngồi, kiếm chỗ nào ngồi ngồi đi. thì cũng Kiếm chỗ nào được. ngồi ngồi cứ cứ kia bên đó sáng kìa. Ừ. Ở đây nè, ngồi đi. Ngồi. Thì đó. Ngồi đi anh, ngồi xuống đi, ngồi xuống tâm sự tiếp. Bây giờ Dạ. đó Đó. rồi bây giờ có nhiều người hỏi vợ con chưa, tôi nói dạ thưa tôi không có vợ con gì hết. Quá Mỹ bao lâu rồi? Thì cũng ba mấy năm nay rồi anh ơi hay là chị ơi, mà không tôi không ở chỗ tôi đi tùm lum hết trơn á. Tôi khi mà tôi hiểu hiện tại bây giờ như thế nào, hay là cái chuyện mà cuộc sống như thế nào, thì bây giờ tôi bốn mấy tuổi rồi đó, có thấy quý vị có thấy là con người khi người ta biết được thì cũng hơi lâu dài, hơi tới cái từng tuổi này á thì người ta mới nói được lên lời lẽ này hay là tiếng nói kia đó, quý vị thấy chưa, chứ đâu phải là mới sinh ra đời trời ơi biết hết mọi chuyện trên đời, là cái đó là thần tiên rồi chứ còn gì nữa. Dạ. Thì cũng khổ chuyện này, nó cũng vui chuyện kia, nó buồn chuyện nọ, nó tứ lùng xèn hết trơn á. Nhưng tôi còn cái mạng là tôi có nghĩ tôi cũng hên lắm mà, tôi nói thiệt đó. Bây giờ tôi không tôi co ro một mình, tôi không biết cái sống của tôi như thế nào nay đây mai đó, để có một cái chỗ nương tựa cho tôi, hay là có một miếng ăn, hay là có người hỏi thăm tôi, hay là tôi có cái chuyện gì mà nó trôi chảy quá thời gian, nó bền lâu, thì tôi cảm ơn trời đất, hay là tôi cũng cảm ơn cái anh mà phải quay phim này nè, để cho tôi con càng ngày mà Có cái lòng tin tôi có cái lòng tin thêm nhiều thêm ha. nữa, và mai sau này có thể gặp nhau nữa lại lại nữa, Dạ. và mốt nọ vui sướng thêm nữa cũng không chừng được. Dạ. Thì bây giờ á chưa có hẳn là tôi ở một chỗ hoài, tôi đi những cái nơi mà người ta gọi là ăn chơi hay là như thế nào đó đó, thì tôi có kiếm một cái chỗ đó, chỗ này chỗ nọ, mà chỗ nào có chỗ nào mà tôi đã biết thì tôi dựa vào chỗ đó đó, ghế hay là những cái nơi mà không có gọi là không có phức tạp á, thì tôi dựa tôi nhắm mắt lại hay là tôi nằm, người ta không nói nhưng mà tôi nghĩ thôi, dựa mà nhắm mắt nó cũng đâu có thẳng cẳng đâu, chẳng qua là nó qua cái cơn, nó qua cái giờ giấc đó, Dạ. hay là nó đỡ cho mình ngủ được một giấc đó thôi, chứ thật sự mà mình muốn theo nghĩ ngủ thẳng cẳng giống như mình muốn á, mình làm một cái liều hay là một cái chỗ gì đó đó để cho mình thẳng cẳng, và khi mình tỉnh dậy á, cái sự đi đứng và cái thức ăn nói với mình
nó đỡ hơn là mình ngủ không đủ. Đúng vậy. Thì tôi chỉ nói được như vậy thôi. Đó là vậy. Vậy là sau cái công việc làm mà anh đi làm thường ngày xong còn... rồi cái thời gian mà rảnh rỗi thì anh thì đại khái giống như cùng anh em bạn bè, đại khái giống như là cà phê uống cà phê để cho qua giờ gì đại khái đúng không? Đúng. Dạ. Đó. Anh muốn hỏi cái điều đó hả? Dạ đúng rồi. Là thật sự như vậy. Thì bây giờ nó gọn gàng lại khỏi đó lòng vòng. Dạ. Là tiền đâu mà có mà để uống thuốc hút hay là cà phê hay là ăn uống thường ngày. Thì tôi tới những cái chỗ nào mà tôi biết á thì người ta không có muốn tôi. Nhưng mà tôi thấy những cái chuyện nào mình gây mắt hay là cái gì đó, mình hỏi người ta thử coi. Dạ. Người ta nói sao? Ví dụ người ta hợp làm hợp ý với tôi á thì ok. Anh làm đi. Đi lớp sạch sẽ đi. Dọn sạch sẽ đi. Dạ. Đó tôi thích đi anh. Tôi cũng làm theo họ, ý họ nói. Rồi tôi được miếng ăn hay là cái chỗ dựa hay là cái chỗ mà người ta chơi, người ta thoải mái giải trí này nọ đó, thì tôi gặp được cái người có cảm tình gì chỗ đó mà tôi cũng tự nhiên mà nói chuyện với họ. Chứ còn tôi không biết á, tôi ít có ủi thế đại là mà tôi cái này cái kia với họ lắm. Yeah. Tại vì tôi cũng được đụng chạm nhiều rồi. Yeah. Thì tôi nói ok cái phần đó thôi, để cho cái chuyện tự nhiên nó đụng hay hơn. Chứ bây giờ mình hoàn cảnh của mình thế này thế kia, rồi cuộc sống của mình thế nọ mà mình quá tự nhiên thì nó không hay lắm đâu. Thì để cho tự động mà nó đụng chạm thì mình mới có lời lẽ nói chuyện với người ta thôi. Trở về vài tháng trước đó thì anh nói là anh có một cái chuyện phải nói là rất là buồn với anh gì đó đúng không? Vài tháng trước á, anh nói là anh bị một cái tai nạn gì đó đúng không? Tai nạn đừng có giống như nó bị thần kinh hả? Bị ai đánh á? Đánh hả? Thì cái đó là chỉ là vô tình thôi chứ không phải là vô tình thôi. Nhưng mà tôi được con dây nè, mới đầu á thì cái này hiểu lầm. Nhưng mà cái người ta có chuyện, người ta có chuyện á thì người ta không có kèm chế được cái tinh thần của người ta. Và người ta cứ quay qua hướng mình. Thì người ta làm cái hành động đó để cho biết rõ về cái việc mà họ đang cần biết. Thì lỡ tay người ta làm tôi như vậy, cũng như làm tôi thế này thế kia. Thì sau khi đó thì không phải lỗi của tôi. Nhưng mà họ biết là họ hiểu. Họ làm cái việc đó sai rồi. Thì họ không nói gì. Mình thì bị đau đớn một thời gian ngắn rồi. Mình nghĩ lại ok. Mình cũng đã biết, từng biết mà mình cũng từng đã nghe là biết bao nhiêu lần rồi, thông cảm và tha thứ. Em cũng lúc nào cũng khó lắm nha, tha thứ rất là khó. Người ta hỏi tại sao như thế này vậy thì tôi cũng nói y chang chứ cái lời tại tôi mới nói nè. Tôi nói người ta đâu có ý đâu. Thì... rồi mình á, mai mốt mình làm những cái chuyện mình không đâu có ý đâu, người ta cũng tha lỗi cho mình như thường. Đúng vậy. Thì tôi nói nha, tha thứ là thông cảm và tốt nhất. Dạ đúng vậy. Là một cái điều tốt nhất cho tôi thôi. Dạ. Thì tôi làm được. Dạ. Tôi làm được và tôi thấy cái người hành động như vậy người ta không nói gì nữa, nghĩa là người ta biết, người ta gọi là lỡ lời rồi. Làm sao đây, giống như mình lỡ thôi đó. Thì tôi nhờ cái sự mà tôi nhớ người ta nói hoài là thông cảm và tha thứ á, thông cảm tôi làm theo nhắc anh đó. Tôi nghĩ mới nó hơi có nha. Lúc mà tôi xảy chuyện ra đó. Nhưng mà làm được luôn. Dạ đúng vậy, em thường nhắc anh cái câu đó là thông cảm và tha thứ. Kêu là cái gì đó là thiệt cho tôi cần tha thứ là... nhẫn nhịn là trên hết. Thì mình tha thứ là cái chuyện mà gì? Mình tha thứ á, bắt buộc mình phải có rồi. Ơi, nói thiệt, ai cũng phải đi một cái con đường đấy. Nếu mà mình biết rõ về cái vấn đề mà được đời nay và đời sau nữa đó, thì mình giữ cái sự mà thông cảm và tha thứ á, cho đến khi nào mà mình được
đời nay và đời sau luôn, nó sẽ có biến chuyển như vậy đó. Thì có những người người ta may mắn, người ta được đời này và đời sau. Thì tôi tin nhiều cái chuyện mà tôi đã nghe qua rồi á, thì tôi muốn làm cái việc này việc kia để cho tôi được đời này, được đời này mà không biết đời sau như thế nào. Nhưng mà trước tiên tôi phải làm cái đời này trước đi, dù tôi có chết đi mất đi nữa đi, thì kệ, tôi cũng nghĩ thôi, mình làm cho mình không được thì để mình cái ngày mình nhắm mắt xuôi tay rồi thì tự động cái gì cũng biến quá thì nó cứ đến thì nó cứ đến thôi đó. Thì có chị tôi tưởng đời này đời sau thì mừng lắm anh trở ơi. Lại với cái câu chuyện mà không phải là chết là hết đâu quý vị, đừng có nghĩ chết là hết. Nếu mà mình đi chết là hết thôi, cái người đàng hoàng chết là hết, người bậy bạ chết là cũng hết, cái nào đàng hoàng chứ vậy. Đó thì tôi quý những cái điều mà nho nhỏ như vậy, thì mỗi người có sự suy nghĩ trong cái cuộc đời của mình khác nhau hết. Bởi vậy người ta nói là không ai giống ai là như thế đó. Đó nhiều khi á, quý vị biết ngày mai chứ đi làm này đó, đủ thứ chuyện hết trơn, công việc hết trơn á, trách nhiệm rồi lý do hay là cái vấn đề đó đó. Còn tôi có trách nhiệm ăn, tôi có trách nhiệm ngủ, ví dụ như đây. Và tôi có